các chuyên gia tại Tokyo đã đưa ra mức độ cảnh báo cao nhất về tình trạng lây nhiễm COVID-19 tại đây, đồng thời cho biết nếu không thực hiện các biện pháp mạnh tay để cải thiện tình hình, thì với tốc độ lây lan nhanh chóng này, hệ thống y tế của thành phố sẽ có nguy cơ sụp đổ. Hiện nay, số giường bệnh được trang bị tại các cơ sở y tế tại Tokyo là 3.500 giường. Tuy nhiên, số người nhập viện điều trị COVID tại đây là khoảng 3.100 người, chiếm đến gần 90% số giường bệnh, cao hơn nhiều so với mức an toàn mà Nhật Bản đưa ra là 50%. Chưa kể hiện nay các trang thiết bị như găng tay, máy móc hỗ trợ điều trị cũng như là nhân viên sẽ không thể đáp ứng yêu cầu chăm sóc y tế nếu tình hình lây nhiễm tiếp tục tăng chóng mặt như hiện nay. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Tokyo và 3 tỉnh lân cận. Điều này sẽ tạo ra hành lang pháp lý cho chính quyền thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm cũng như là tăng cường cơ sở vật chất y tế đáp ứng yêu cầu điều trị COVID-19. Để có thể đáp ứng yêu cầu chăm sóc y tế đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19, ngoài việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lây nhiễm, chính quyền Tokyo dự định thuê thêm một số khách sạn và cơ sở lưu trú để điều trị cho những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, giảm tải cho các trung tâm y tế. Long Nguyễn, phóng viên Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.